Nhiều năm nay, những phụ huynh học sinh, sinh viên các trường đại học cũng như rất nhiều chị em phụ nữ đã rất quen thuộc với hình ảnh một cô giáo tâm lý mặc áo dài, nụ cười tươi rói trên môi, nhiệt tình, say mê đem lại cho họ nhiều kiến thức bổ ích về kỹ năng sống, kỹ năng làm bạn với con, kỹ năng chăm sóc thai kỳ, kỹ năng giữ lửa tổ ấm gia đình. Có thể nói, Phạm Thị Thúy là một người rất đa năng, vừa nghiên cứu lĩnh vực xã hội, vừa lấy bằng tiến sĩ tâm lý trị liệu, lại học thêm phương pháp về sư phạm. Chính vì kết hợp 3 trong 1 như vậy, nên những bài giảng và tư vấn của chị luôn mang lại nhiều góc nhìn mới mẻ, nhân văn, truyền đi rất nhiều động lực sống và cảm hứng cho phụ nữ, cho trẻ em và trẻ vị thành niên. Chị chính là tiến sĩ Phạm Thị Thúy, giảng viên tại Học viện Hành chính Thành phố Hồ Chí Minh, chuyên viên tham vấn tâm lý của Phòng tham vấn tình yêu hôn nhân gia đình, Nhà văn hóa phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh, cố vấn chuyên môn, diễn giả của Hội quán các bà mẹ Thành phố Hồ Chí Minh. Hơn 10 năm nay, chị tham gia nhiều khóa tập huấn miễn phí về phòng chống bạo lực gia đình, cung cấp kỹ năng tham vấn cho chị em phụ nữ bị bạo hành, tham gia chủ trì tọa đàm về bình đẳng giới và hạnh phúc gia đình. Dù rất bận rộn, hôm nay chị vẫn dành thời gian giao lưu với độc giả của web trẻ thơ. Phúc Lâm xin gửi tới toàn thể quý vị và các bạn lời chào và lời chúc sức khỏe. Hôm nay chúng ta cùng đến với chương trình Người truyền cảm hứng để cùng trò chuyện với một vị khách mời. Tôi nghĩ rằng đây là sẽ là một cái cuộc nói chuyện khá là thú vị đấy. Vâng, xin chào chị Thúy. Chị có thể là giới thiệu với quý vị khán giả một chút, đôi chút về bản thân được không? Xin chào Phúc Lâm, xin chào khán giả đang xem chương trình Người truyền cảm hứng. Tôi tên là Phạm Thị Thúy, tôi là một giảng viên, một chuyên viên tham vấn tâm lý. Hôm nay thì chị em mình có mặt ở đây, thực sự là cũng lần đầu tiên em được gặp chị Thúy và cũng rất là bất ngờ khi mà được biết chị vừa là một giáo viên, một giảng viên, lại vừa là một chuyên viên về tâm lý. Thì chị có thể chia sẻ cho mọi người biết là hai công việc đấy nó có cái gì tương đồng và nó có gì khác nhau không? Hai công việc này quả thật là một cái may mắn lớn đối với tôi. Nghề giảng viên thì không phải là nghề mà tôi chọn khi mà tôi học đại học. Khi mà tôi còn trẻ, tôi không thích làm giáo viên. Tôi thích làm hoạt động xã hội, tôi thích đi đây đi đó. Vì thế tôi chọn học ngành xã hội học của Học viện Báo chí Tuyên truyền. Sau đó thì cơ duyên là đến năm thứ tư khi mà tôi tốt nghiệp thì lại có một cái may mắn là được tuyển dụng vào một cơ quan làm về tham vấn tâm lý. Và lúc đó thì tôi là một người say mê văn học từ nhỏ, học rất là nhiều sách truyện. Và đặc biệt là tôi là người mê tâm lý. Thực ra thì khi mà tôi muốn thi đại học và tôi thi ngành tâm lý, nhưng vì tôi không được định hướng nghiệp như các em bây giờ nên tôi lại học khối D. Thành ra mà khối D hồi đó lại không thi được vào ngành tâm lý. Thế thành ra tôi lại không có cơ hội. Thì khi mà chưa ra trường nha, thì tôi đã được làm ở một công ty tham vấn tâm lý rồi. Và tôi theo nghiệp đó cho đến nay. Còn giảng viên thì trong khi mà tôi đang ra trường được 2 năm, tôi vừa làm tham vấn tâm lý, tôi vừa làm dự án nghiên cứu và dự án cộng đồng tại một tổ chức phi phủ, thì tôi lại có may mắn là được tuyển dụng vào làm giảng viên của Học viện Hành chính Quốc gia. Thì lúc đó thì tôi cũng nghĩ là chắc là mình cũng cần ổn định và tôi chuyển sang làm giảng viên. Và lúc đấy thì tôi thấy là hóa ra cái nghề mà mình nghĩ là mình không thích nhưng thực ra là mình rất là thích. Mình rất là đam mê làm nghề giảng viên. Đúng rồi. Và hai nghề cứ thế song song tồn tại nhiều năm nay, từ năm bắt đầu là chính xác cả. Và nghề tham vấn tâm lý là năm 1999. Và nghề giảng viên bắt đầu là năm 2001. Giảng viên là chị là giảng viên đại học hay là? Dạ đúng rồi, tôi dạy một cái. Tức là chị dạy về môn gì? Tôi dạy môn chuyên môn của tôi là xã hội học và phương pháp sư phạm. Hai chuyên ngành đó tôi được đào tạo sâu và tôi chia sẻ với nhiều đối tượng học viên khác nhau. Hai nghề này như là Lâm nói đấy, thì nó có một cái mối liên hệ. Đúng rồi, nó có sự tương đồng. Đúng, khi mà tôi làm tham vấn tâm lý, tôi được trò chuyện với câu chuyện cụ thể với thân chủ. Tôi được tâm sự những vấn đề tâm lý riêng tư và những cái rắc rối trong gia đình của họ. Thì đấy chính là cái chất liệu cuộc sống. Đấy là một cái ví dụ rất là quý để tôi có thể làm cho bài giảng của tôi nó sát với đời sống hơn. Nó có những cái minh họa tốt hơn. Còn nghề giảng viên nó giúp cho tôi gần mọi người và tôi cũng hiểu hơn được cái bối cảnh sống của con người, và khi đó khi mà tôi đưa vào cái tham vấn tâm lý tôi cũng hiểu hơn, ví dụ một phụ nữ rắc rối trong gia đình thì cái bối cảnh gia đình của họ là như thế nào, câu chuyện và những tác động xung quanh mối quan hệ của họ, thì đấy là một cái lợi thế của tôi khi tôi học hai ngành xã hội học và tâm lý học. Tức là hai cái, khi mà
mình học về xã hội học rồi tâm lý học thì có thể mình giảng dạy cho sinh viên theo những cái thực tế bên ngoài. Và khi mà mình đi tham vấn thì mình lại có những kiến thức về gọi là sư phạm, đúng không? Để mà mình truyền đạt cho người ta cảm thấy nó hấp dẫn hơn, đúng không ạ? Đúng thế ạ. Thực sự là bây giờ thì em cũng đã hiểu rằng hai cái công việc là tuy rằng khác nhau, tuy rằng là một cái là tham vấn và một cái là giảng viên, nhưng mà lại có một sự tương đồng nhất định. Thế thì thực sự em cũng thắc mắc là cái thời gian mà chị dành cho hai công việc đấy thì nó có nhiều, nó chiếm được thời gian của chị. Quả thật là nếu mà dành thời gian ấy, tôi dành thời gian cho công việc giảng dạy nhiều hơn. Vì tôi đang là giảng viên của viện chính giảng và là giảng viên tình cảm của nhiều trường khác. Còn công việc tham vấn tâm lý thì tôi làm, thứ nhất là tôi trực một buổi tại nhà báo phụ nữ, phòng tham vấn là trực tiếp của nhà báo phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh vào thứ năm hàng tuần. Còn lại là tôi làm tham vấn phụ trách một cái trang là góc tư vấn dành cho cha mẹ trên báo phụ nữ. Là tôi tư vấn những cái ca mà người ta gửi đến báo để hỏi con họ có những vấn đề này kia và cần chúng tôi tư vấn cái cách tham vấn cái cách ứng xử với con, cách giải quyết những vấn đề khúc mắc trong gia đình. Thì ngoài ra, ngoài hai công việc chính ra thì tôi có làm tham vấn trên các một số tờ báo nữa, và khi họ hỏi nhưng không thường xuyên như báo phụ nữ. Và đặc biệt là trên các trang Facebook, các trang như là địa chỉ email của tôi, từ địa chỉ điện thoại Zalo, Viber của tôi, thì sinh viên cũng như học viên, những người mà biết tôi thì họ hỏi rất là nhiều. Và tôi tham vấn cho cộng đồng trong những chương trình mà tôi làm diễn giả, ví dụ tôi đi nói về hạnh phúc gia đình thì trong chương trình đó, tại chương trình cũng như là sau chương trình, họ hỏi tôi rất nhiều về những cái câu chuyện mà họ đang gặp và họ cần tôi chia sẻ. Thì đó là công việc mà tôi cảm thấy là nó là một cái niềm vui rất là quý, mà tôi thấy rất là may mắn khi mà mình có thể thực sự vừa giúp cho người học truyền tải kiến thức trên lớp, nhưng vừa có thể giúp họ giải quyết những vấn đề mà họ đang băn khoăn chăn trở trong cuộc sống riêng tư. Thì đấy là một cái cách mà tôi kết nối với mọi người rất là hiệu quả. Rất nhiều những cái ca tham vấn như thế, rất là nhiều những trường hợp, thì có những cái nào mà chị cảm thấy ấn tượng, hay là ví dụ chị có thể chia sẻ cái lần đầu tiên mà chị tham vấn thì chị có cảm xúc như nào và chị để lại thì ấn tượng như thế nào, chị có thể chia sẻ không? Cảm ơn Lâm đã hỏi câu này. Quả thật là cái nghề tham vấn tâm lý đến với tôi nó giống như là, tôi không biết có phải là một cái chuyên nghiệp không. Hồi bé là thích tâm lý nhỉ, nhưng mà thi không được vào ngành tâm lý mà phải học xã hội học, là ngành anh em gần thôi. Thì ra trường thì được làm ở công ty tham vấn tâm lý, thì ra là đầu tôi là cái người mà ai cũng thế thôi, ra đầu là học việc là trợ lý thôi chứ chưa được làm. Tôi làm ở đấy được hơn 1 năm thì tôi mới chính thức bước vào công việc tham vấn qua điện thoại. Hồi đó là tôi làm ở công ty Liên Tâm ngoài Hà Nội, bây giờ là tổ chức Saga, một tổ chức phi chính phủ mà rất là lớn ngoài Hà Nội và đang làm chuyên về các vấn đề phụ nữ và trẻ em. Đặc biệt là trung tâm đó bây giờ đang làm rất mạnh về lĩnh vực phụ nữ bị bạo hành và trẻ em bị xâm hại. Thì đấy cũng là cái mối quan tâm của chúng tôi suốt từ những năm mà tôi còn công tác với họ. Thì khi đó thì chúng tôi là tư vấn qua điện thoại, và những người mà gọi đến cho chúng tôi ấy, qua một tổng đài 088 Hà Nội, và họ không biết tôi là ai. Chúng tôi ngoài đó thì hồi đó chúng tôi làm theo bí danh, tôi lấy một cái bí danh khác, không phải tên là Phạm Thị Thúy, và họ gọi đến là một bí danh. Thời gian đó thì tôi lấy bí danh là Hoàng Anh, và tôi cũng không biết người bên kia là ai, tôi chỉ biết qua giọng nói của họ tôi phán đoán là nam hay nữ, bao nhiêu tuổi, và chúng tôi trò chuyện câu chuyện. Cái ca đầu tiên có lẽ tôi không thể nhớ nổi đâu vì nó quá nhiều năm rồi. Đó là từ những năm 2000, năm 99 là tôi bắt đầu đi làm, đến năm 2000 rồi tôi bắt đầu cầm điện thoại để nghe, cho nên là nó khá là lâu rồi. Nhưng có lẽ là tôi có một cái nhân vật mà hồi đó qua điện thoại tôi nhớ, đó là một cái người mà đàn ông khá là đặc biệt và thường tâm sự với, gọi cho tôi vào lúc giữa đêm trở đi. Thì chúng tôi là trực đến 2 giờ sáng. Thì cái người này có những cái thể hiện là một cái người rất là vui vẻ, một cái người rất là chững chạc, một người rất là có kiến thức. Trong những cái buổi đầu tiên nói chuyện đó, thì anh ấy gần như là cái người thân chủ này gần như là không có một cái tâm sự gì đặc biệt, tức là giống như chỉ muốn trò chuyện với chuyên viên tham vấn cho nó vui lúc đêm khuya thôi. Nhưng mà sau này khi mà nói chuyện nhiều lần rồi, anh ấy cảm thấy có thể tin tưởng, có lẽ là anh cảm thấy tin tưởng tôi. Anh mới nói là những cái khúc mắc trong cuộc đời anh ấy. Thì hóa ra là cái câu chuyện của đời anh ấy
nó có rất nhiều những cái nỗi đau mà tôi thật sự là tôi phục. Tôi phục là anh có thể là giống như là giống những cái nỗi đau đó để sống một cách rất là có vẻ nhìn bề ngoài và nhìn qua câu chuyện thì thấy rất là người rất là lạc quan, yêu đời, người rất là có ý chí đó. Thì tôi mới thấy là đôi khi á, cuộc đời của con người là một cái trang sách rất là đặc biệt, và càng lật càng đọc thì chúng ta mới càng hiểu hơn về họ, chúng ta mới thấu cảm được tất cả những cái chiều cạnh khác nhau của cuộc đời họ. Và nó thật sự đấy là một cái trải nghiệm mà tôi thấy chính tôi học được từ người đọc. Trong cái nghề này chúng tôi có một cái giá trị cộng thêm, đó là không phải mình giúp người ta đâu, mà đôi khi chính người ta lại giúp mình, người ta lại truyền cảm hứng cho mình. Những cái nhân vật mà họ đã vượt lên được nỗi đau trong cuộc đời họ, họ đã có những cái trải nghiệm rất là như người khác, như người khác họ cảm thường là không vượt qua được. Thậm chí kể cả cá nhân tôi, có nhiều thân chủ tôi đặt mình vào trường hợp họ, tôi bảo liệu mình có đủ sức vượt qua không, nhưng mà họ đã làm rất là tốt. Thì tôi mới thấy là sức mạnh con người là phi thường. Bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào cũng sẽ có cách giải quyết, và bất kỳ một cái nỗi đau nào cũng sẽ vượt qua được. Và đấy là một cái động lực mà chính tôi được tiếp thêm trong cuộc sống này. Chính tôi có thêm niềm tin trong cái cuộc sống này, đặc biệt là tôi giúp cho những thân chủ của tôi sau này có được cái niềm tin đó. Vì khi mỗi ai mới vào nghề, nghe nhiều câu chuyện đau lòng của thân chủ cũng cảm thấy bi quan, cảm thấy chúng tôi gọi là bị truyền cảm đó. Tức là cảm xúc tiêu cực của rất nhiều thân chủ đã làm cho mình cảm thấy mình có một cái gì đó khựng lại, và mình cảm thấy có một cái gì đó rất là chán, rất là sợ, rất là... Rất nhiều bạn đồng nghiệp của tôi sau này, tức là những người vào nghề sau đó, họ lúc đầu họ đi làm họ cũng có cảm giác giống như tôi cái hồi tôi mới vào nghề. Họ nói là làm sao để em vượt qua được những cái đè nặng trong tâm cảm, cái nỗi đau của người khác đây. Em cứ về em suy nghĩ về họ rồi em buồn, rồi em lo lắng, rồi em lại nghĩ về chuyện của em. Thì tôi nói là bản thân người tham vấn cái khó nhất chính là vượt qua chính mình, để mà mình có thể vững vàng về mặt tâm lý, để mình có thể đủ, để mình khơi dậy cái tiềm năng cho mỗi người thân chủ, để mình khích lệ họ, để mình truyền cảm hứng cho họ, để họ có thể dám thay đổi, dám vượt qua nỗi đau. Thì cái đấy là một cái tiến trình, và em yên tâm rồi em sẽ vượt qua, cũng như chị đã từng vượt qua. Thì đấy là những cái mà tôi thấy là nghề tham vấn tâm lý nó thú vị ở cái điểm đó. Thực ra nghe chị kể về cái câu chuyện vừa rồi thì cũng là nghĩ rằng là cái công việc của chị không hề đơn giản. Thực sự rất là khó. Có lẽ là vừa khó ở chỗ là không phải là nhiều người làm tham vấn. Chị có công nhận như vậy. Để mà nghiên cứu về tâm lý của con người là cực kỳ khó khăn. Và để như vừa rồi chị nói là mình luôn luôn phải tiếp nhận hàng ngày rất là nhiều những cái ca, mà những cái hoàn cảnh, những cái nỗi đau, thì thực sự là mình về chính mình lại phải vượt qua những cái chuyện đó. Về tâm lý mình cũng đang phải nằm trong cái tâm lý là mình cũng bị đại nặng, mình cũng đại nặng, mà bây giờ chị lại phải vượt qua được, chị phải bỏ qua được là thôi mình không được buồn nữa, để mình lại truyền lại cảm hứng cho người ta. Thì theo chị, cái khó khăn nhất, tức là vừa rồi thì mình nói là cái khó khăn trong cái việc là mình phải thường xuyên để vượt qua cái tâm lý ấy rồi, những cái khó khăn nhất ví dụ như là cái vượt qua cái rào cản, vượt qua những cái gì gọi là về kiến thức đi, thì cái khó khăn nhất của công việc của chị, cái việc tham vấn là cái gì? Công việc tham vấn không phải là kiến thức, mà nó là cái khả năng thấu cảm. Cho nên trong tham vấn tâm lý thì lắng nghe là quan trọng nhất. Lắng nghe để có thể mình đọc được đằng sau cái câu nói của thân chủ là gì, đằng sau cái ánh mắt của họ là gì, đằng sau cái cử chỉ điệu bộ của họ là gì. Và không chỉ chúng tôi không chỉ gặp họ một buổi, mà nếu những ca trị liệu mà nếu những ca mà có những vấn đề nó khó khăn á, thì phải gặp nhiều lần. Thì mỗi một cái lần gặp mình lại phải có một cái độ nhạy với những cái phản ứng của thân chủ, và đặc biệt là tạo được cái niềm tin của thân chủ là khó nhất. Khi mà họ tin mình, họ mới chút ra cái nỗi lòng đó, họ mới nói thật sự những điều sâu thẳm nhất của họ, họ mới nói ra những cái nguyên nhân mà nếu như gặp một hai lần đầu họ không nói, nếu chưa tin họ không nói. Và nếu chúng ta biết rồi một vấn đề mà không đi tìm được gốc rễ nguyên nhân thì không bao giờ có thể tìm được giải pháp. Thì cái đấy là cái khó nhất. Mà cái đề này là nó liên quan tới cái độ nhạy của nhà tham vấn. Và cái có thể nói là để thông cảm với người khác, chính mình phải biết đặt mình vào địa vị thân chủ. Và phải biết thực sự là yêu thương và trân trọng và tin tưởng vào cái tiềm năng của thân chủ. Chứ có nhiều thân chủ người ta có những cái nỗi niềm nó rất là khác với suy nghĩ thông thường của xã hội. Thậm chí có họ có những cái hành vi mà ngoài sức tưởng tượng của mình.
Vậy làm sao để mình có thể chấp nhận được họ và giúp họ, nâng đỡ họ, giúp họ khai thác cái hạt giống quý báu trong cái tâm hồn họ để họ thay đổi hành vi, để họ có thể vượt qua được những cái rắc rối trong cuộc sống với những người khác. Thì đấy là một cái khó mà ngày nay thì có thể nói chúng tôi gọi là hai cái nghề mà tôi đang làm, tôi đều nói là tôi luôn luôn học trò. Tức là cái hai cái nghề này đều phải học suốt đời ấy. Đi dạy người khác mà không học thì cũng không thể nào mà đứng vững trên bục giảng được. Còn làm tham vấn tâm lý mà không có thấu cảm và không có thấu hiểu được không chỉ là lý thuyết mà còn là những cái số phận con người cụ thể. Mà mỗi người chúng ta biết là mỗi nhà mỗi cạnh, mỗi người mỗi khác. Thì quả thật là mỗi gặp một thân chủ lại là gặp một, tôi nói ví vui như là gặp một cái người thầy mới của mình. Mình học qua. Đúng rồi, chứ không hề đơn giản là mình có kinh nghiệm rồi, mình tư vấn thế này thì gặp người khác rồi mình cứ thế mình tư vấn. Không có đâu. Như vậy thì em nghĩ rằng thông qua những cái công việc tham vấn và học hỏi từ chính thân chủ này thì chắc chắn là chị sẽ có rất nhiều kỹ năng sống, rất nhiều những cái kiến thức cứ về kỹ năng. Thì bây giờ chị có thể chia sẻ cho mọi người biết thêm về cái công việc kỹ năng sống, bởi vì em được biết là ngoài cái việc tham vấn ra thì chị cũng có hướng dẫn về kỹ năng sống cho học sinh, cho bà mẹ và trẻ em, cho nói chung rất là nhiều đối tượng trong xã hội. Thì cái công việc đấy thì chị thấy thế nào và chị có thể chia sẻ một chút không? Có lẽ là liên quan đến kỹ năng chính là một cái điều mà tôi tâm huyết. Khi mà tôi tham vấn tâm lý và tôi đi giảng dạy, tôi mới thấy là học trò của mình, thân chủ của mình thiếu nhiều kỹ năng quá. Chính vì họ thiếu những kỹ năng sống, kỹ năng chung sống với người khác, kỹ năng làm việc, kỹ năng xử lý những vấn đề như là trong giao tiếp, ứng xử, trong cảm xúc của cá nhân, kỹ năng vượt những cái trở ngại rất nhiều. Chúng ta biết là một con người muốn tồn tại thì cần rất nhiều những cái kỹ năng để xử lý mọi vấn đề. Thì khi họ gặp rắc rối trong cuộc sống có nghĩa là họ đang bị thiếu hụt của kỹ năng đấy. Cho nên tôi mới thấy là mình cần phải chia sẻ từ những cái kinh nghiệm mình đã được học, từ những cái bài học từ chính những thân chủ. Mình thấy là mình cần phải chia sẻ với cộng đồng kỹ năng ở cái dạng là tập huấn, huấn luyện. Và cái này thì tôi lại có một cái may mắn nữa là tôi được học về phương pháp sư phạm bởi các chuyên gia Đức. Chúng tôi được học và thực hành phương pháp sư phạm. Là phương pháp sư phạm là cái cách thức, là công cụ để truyền tải một cái thông điệp nào đấy, một cái nội dung nào đấy, một cái kỹ năng nào đấy đến với người đang cần. Thì khi mà chúng tôi có một cái phương pháp, một cái công cụ rất hiệu quả của người Đức chia sẻ, thì chúng tôi đã áp dụng và dạy kỹ năng rất là phù hợp. Ví dụ như là dạy kỹ năng là phải cho người học thực hành, dạy kỹ năng là phải cho người học được nói, được hỏi, được tranh luận, được tham gia, được đóng vai. Thì những cái phương pháp mà tôi được học từ chuyên gia Đức nó lại rất là phù hợp với những lớp kỹ năng. Thì chính thế mà tôi hay đi nói về kỹ năng cho phụ nữ, là kỹ năng giữ gìn hạnh phúc gia đình, kỹ năng ứng xử với chồng, thậm chí là cả cái kỹ năng mà trong cái chuyện mà riêng tư của hai vợ chồng như thế nào để cho có được một cái sự hài lòng, làm cho nhau hài lòng, mình hạnh phúc và họ hạnh phúc. Rồi trong cái chuyện dạy con thì tôi hướng dẫn kỹ năng làm cha mẹ. Và gần đây nhất thì tôi nói đến kỹ năng phòng chống xâm hại hay là kỹ năng tự bảo vệ bản thân cho trẻ. Vì tôi thấy là có quá nhiều những cái ca bị xâm hại. Và khi thân chủ mà cái người bị xâm hại ấy, họ tâm sự với chúng tôi với tư cách là họ đang muốn được giúp đỡ, họ quá đau đớn. Có những người tôi nhớ là một cái ca giữa đêm vừa khóc vừa gọi cho tôi và nói là cái việc là bây giờ năm nay họ đã hơn 40 tuổi rồi nhưng họ đã bị xâm hại hồi bé. Và bây giờ hôm đó tình cờ là buổi tôi làm live trên mạng xã hội. Có một giai đoạn tôi làm live hàng tuần luôn, thứ bảy nào tôi cũng làm về một chủ đề nào đó cho cộng đồng. Thì hôm đó tôi nói về kỹ năng bảo giúp con tự bảo vệ bản thân. Thì họ nghe họ mới chắc là họ cảm thấy họ được chạm, và họ sau cái cuộc live đó họ gọi điện cho tôi và họ khóc trong nước mắt và nói là em như một cái đeo một cái cục đá trong ngực rất là lâu rồi. Hôm nay em quyết định em phải nhấc nó ra, em phải nói với chị. Em có nỗi đau như thế này như thế kia, hồi bé đã bị người này người kia xâm hại. Rất là đau đớn. Thì tôi không muốn cho bất kỳ một đứa trẻ nào nó bị như vậy nữa. Cái tâm huyết của tôi là tôi nghe những cái người tâm sự họ đã đau đớn đến mức nào rồi. Thậm chí là ngôn từ không tả được đâu. Chúng tôi viết ra sách đấy, nhưng mà tôi tin rằng những cái ngôn từ đã diễn tả trên giấy không thể nói hết được cái hậu quả của xâm hại tình dục, không nói hết được nỗi đau. Thì tôi muốn những đứa trẻ nó phải được bảo vệ. Và cái người bảo vệ chính những trẻ, các em bé là ai? Cũng là con tôi, cũng là con Phúc Lâm. Tất cả những đứa trẻ đều cần biết tự bảo vệ bản thân. Cha mẹ không ở bên con 24/24 thì con làm thế nào để con được an toàn? Mà nhất là bây giờ xâm hại tình dục nó lại là 93% theo thống kê của tổ chức UNPA là người quen, người thân, người trong nhà, chứ không phải người lạ. Vậy thì trẻ sẽ làm gì đây trong ứng xử giao tiếp với mọi người để vừa có thể vẫn sống hài hòa và vui vẻ nhưng mà vẫn có thể giữ an toàn cho mình? Thì tôi chia sẻ với trẻ này,
Và đặc biệt tôi còn quan tâm những việc hướng dẫn cha mẹ kỹ năng là làm thế nào dạy con an toàn. Thì những cái lớp kỹ năng như vậy, nó tôi thấy là nó có một cái ý nghĩa đối với việc phòng ngừa những cái nguy hiểm cho trẻ này, phòng ngừa những cái biến cố, những cái nỗi đau trong cuộc sống. Nếu họ biết trước họ sẽ không phạm phải những sai lầm, nếu họ biết trước họ sẽ tránh được những cái khúc mắc trong cuộc sống. Đa phần là những cái vấn đề mà chúng tôi tham vấn đều là những cái mâu thuẫn trong quan hệ giữa con người với con người, và do họ không học được cách sống chung, không học được cách làm việc chung, thì đấy là kỹ năng. Và ba cái lĩnh vực mà tôi đang làm, thực ra dạy kỹ năng cũng là giảng dạy là giáo viên thôi, nhưng mà cái cách mà chúng tôi kết hợp ba cái nội dung mà tôi vừa cùng chia sẻ đó, thì nó tôi thấy là nó phù hợp với cái nguyện vọng của mình, cái tâm huyết của mình đối với cộng đồng. Ví dụ bây giờ mình đang live stream như này mà có những khán giả mà muốn cũng hỏi chị về những cái vấn đề để chị chia sẻ những cái kỹ năng, thì chị có thể chia sẻ ví dụ thế, bây giờ có thể chia sẻ ngay được một hai cái kỹ năng thì mà có thể trong một thời gian ngắn chị có thể chia sẻ. Có thể nói là nếu mà kiến thức về kỹ năng thì mình nói ngắn nói dài gì cũng được, một câu cũng được và một ngày nói cũng được, nhưng cái mà chúng tôi hướng tới hướng dẫn kỹ năng là phải thực hành. Người học phải được tương tác với tôi và tôi phải cùng với họ chia sẻ những câu chuyện thực tế, những tình huống thực tế, và họ phải được thực hành, họ phải được luyện. Kỹ năng là một cái cách, một cái quá trình mà mình cùng với họ tìm ra những cái cách thức, cái phương pháp, cái kỹ thuật để làm sao họ có thể làm tốt nhất. Mà nếu mà chỉ nói như thế này thì không giúp được ai có kỹ năng hết. Mình đi, mình tư vấn cho mọi người, rồi mình truyền đạt kiến thức, rồi mình chia sẻ về kỹ năng, rồi thậm chí là mình giảng dạy nữa. Thì bây giờ chính bản thân mình trong gia đình của chị, thì chị có gặp khó khăn gì với chính bản thân gia đình của mình, rồi với chồng, với con mình? Thì mình có, ví dụ mình đi, có nhiều người như em biết là dạy con người thì tốt, nhưng mà dạy con mình thì tốt. Chính xác. Mình đi làm chuyên gia tư vấn, mình chia sẻ này kia rất là giả ghê, nhưng về chính bản thân gia đình mình thì lại không ra cái gì cả. Có nhiều người, người ta nói là cơm người ta thì anh nấu hay, mà cơm nồi cơm nhà mình thì nấu rất là dở. Thì bây giờ lại trở lại với chị, gia đình của chị thì như thế nào? Em nghĩ cái này là rất nhiều người quan tâm và rất thực tế. Câu hỏi của Lâm rất là hay. Và nhiều người thậm chí là họ không phải là chỉ băn khoăn sau lưng tôi đâu, họ hỏi trực tiếp luôn. Thế thì cô, cuộc sống gia đình cô thế nào? Em nghe cô nói thì hay lắm. Đúng không rồi. Biết là em cô đối xử với chồng cô thế nào? Đúng rồi. Cô dạy con thế nào? Cô gặp phức tạp gì không? Đúng rồi. Rất là tâm sự. Em là người, ví dụ em là người đàn ông đi thẳng nữa, thì với một người vợ của mình làm công việc xã hội này, thường xuyên đi, mất nhiều thời gian như thế, buồn lắm đúng không? Thì không phải là mình buồn hay như thế, đôi khi mình phải suy nghĩ, mình cũng phải lăn tăn, mình cũng phải đặt ra dấu hỏi là liệu bà này bà như thế nào. Thế thì chắc chắn là sẽ có những cái mâu thuẫn xảy ra. Em nghĩ rằng không phải là đơn giản, đúng rồi. Mà chị sẽ phải dùng những kiến thức, rồi dùng những cái mà chị học hỏi được, cũng như là cái sự khéo léo của mình, thì chị đã vượt qua như thế nào, và chị có thể chia sẻ một hai cái kỷ niệm hay câu chuyện nào đó. Cảm ơn Lâm. Đây là một phút rất thật thà. Không, em nghĩ hôm nay chúng ta rất là thoải mái, bởi vì là những điều mình đã làm rồi nó không quan trọng bằng những cái mà chúng ta đang làm hiện tại đây. Đúng rồi. Và cái thực tế nhất là chính là về bản thân gia đình mình, cái thực tế nhất là gia đình mình có vợ có, rồi chồng có, mình làm sao. Có một điều mà trước khi nói thì tôi phải nói nguyên tắc của gia đình tôi là ông xã tôi, các con tôi rất không bao giờ muốn xuất hiện trước truyền thông, cũng không bao giờ muốn tôi chia sẻ câu chuyện gia đình với truyền thông, cho nên tôi sẽ chia sẻ từ góc độ của mình thôi, chứ tôi sẽ không nói không, nhiều đến chồng ta đó. Không nói nhiều về những nhân vật sẽ không nói. Gia đình em cũng rất là tôn trọng quyền riêng tư của mỗi người, nhưng cái chính ở đây mình nói là chị có khả năng vượt qua được những cái khúc mắc của gia đình không, và chị đã làm những cái việc đó như thế nào, trong thời gian ra sao và khó khăn như là vậy thôi. Thì cảm ơn em. Có một vấn đề rất là rõ là chúng ta là một con người, chúng ta có công việc và chúng ta có cuộc sống riêng tư. Tôi cũng vậy. Kỷ nộ ái ố là có hết, những thất bại là có hết, những lần cãi nhau với chồng cũng có luôn, những lần thất bại trong việc dạy con cũng có luôn. Chúng ta là một con người mà, chúng ta làm sao mà hoàn hảo trong mọi việc được. Thì nhưng mà đây cũng là điều mà tôi vô cùng cảm ơn công việc tham vấn tâm lý. Tôi có thể nói là nếu như tôi không có cái kinh nghiệm từ công việc đó, thì có lẽ tôi đã gặp những cái đổ vỡ trong gia đình lâu rồi, không được giữ như ngày hôm nay đâu.
Tôi nói về ngày hôm nay rồi tôi ngược trở lại nha. Dạ. Hiện tại tôi đang có cuộc hôn nhân là chúng tôi lấy nhau từ năm 2003. Đó, đến bây giờ là 14 năm rồi đó. Dạ. Đó, thì đầu 2003 chúng tôi cưới. Và sau cuối năm thì chúng tôi có bé gái và cháu đang học lớp 9. Và sau đó 4 năm thì chúng tôi có bé trai, cháu đang học lớp 5. Và tôi và ông xã tôi là 14 năm ở với nhau, sống với nhau như gọi là vợ chồng. Và trước đó là 7 năm yêu nhau. Là tổng cộng mối tình của chúng tôi là 21 năm. Đó, 21 năm. Mối tình đầu của hai đứa đó. Nhưng mà trong 7 năm yêu nhau thì có đến nhiều lần bỏ nhau. Và trong 14 năm lấy nhau thì cũng có những lúc sóng gió. Đấy là điều khó tránh. Nhưng chính những kinh nghiệm mà tôi học được từ cuộc sống, tôi học được từ công việc và đặc biệt tôi học được từ thân chủ, tôi đã vượt qua được những cái sóng gió đó. Ông bà mình nói rồi, bát đũa có khi xô cơ mà. Làm sao mà tránh được những cái lúc mà bất như ý, những lúc mà cãi nhau, những lúc mà giận cá chém thớt, những lúc mà cả giận mất khôn. Từ cả tôi và từ mình cả anh cũng là con người, mình cũng có cảm xúc chứ mình không phải là lúc nào mình cũng bình tĩnh như là mình đang tư vấn. Đúng rồi. Về cuộc sống gia đình là con người thật. Nhưng mà chính những cái điều mà mình học được, mình nó giúp mình đứng vững, giúp mình không bị chồng chành trước những cái sóng gió cuộc đời, giúp mình vượt qua được những cái thắc khúc mắc. Và có thể nói bây giờ có lẽ tôi nói câu này thì những người thân của tôi, những người anh em, những người bạn bè quen biết và biết cả hai vợ chồng đó, số này không nhiều đâu. Vì tôi rất là bảo mật cái câu chuyện gia đình cũng như là cuộc sống gia đình, thì họ sẽ thấy là hiện tại chúng tôi rất là tốt, cuộc sống rất tốt. Và cá nhân cảm xúc của tôi thì tôi thấy là hình như mình ngày càng yêu chồng mình hơn. Và thỉnh thoảng tôi cũng được ông xã tâm sự lại là nhờ có em mà anh được như hôm nay. Thì nếu như chúng tôi không vượt qua được những cái chông gai của những năm đầu hôn nhân, đặc biệt là năm đầu hôn nhân, thì chắc chắn không có ngày hôm nay. Thì có thể nói với Phúc Lâm là với tất cả các bạn là cái câu chuyện mà bất kỳ ai hết rồi cũng sẽ có những sóng gió, rồi cũng sẽ có những lúc hiểu lầm lẫn nhau, rồi cũng có những lúc thậm chí là sai lầm. Vậy làm sao để mình có thể chấp nhận lẫn nhau, tha thứ cho nhau, vượt qua được và học cách chung sống, thích nghi với nhau, chấp nhận với nhau. Đây là cái bài học mà không phải là nói lý thuyết, mà chính tôi trải nghiệm 14 năm nay. Cái quá trình thích nghi lẫn nhau, vì rõ ràng là cá tính của chúng ta không ai giống ai. Và thực ra từ cái hồi yêu nhau, bạn bè tôi nói là không hiểu sao mà Thúy lại yêu một người khác Thúy nhiều như vậy. Thế tôi bảo có lẽ nhờ khác mà tôi mới yêu, chứ thế giống thì tôi đã không yêu. Nhưng mà chính cái khác đó thì trong một hôn nhân thì bạn biết rồi, nó khó đến mức nào. Yêu thì cái khác nó rất hấp dẫn, nhưng mà sống chung thì những cái khác đó thì nó lại dễ xung đột. Thực ra em nghĩ cái điều mà bây giờ các gia đình cũng như các cặp vợ chồng quan tâm nhiều, và em nghĩ cũng đấy cũng là một cái kỹ năng thực sự, đó là làm thế nào để mà mình lúc yêu đương với nhau thì mọi thứ nó đẹp, nhưng khi mà lấy nhau rồi vẫn có thể là tình yêu được, nó vẫn được đẹp được. Cái điều đó bây giờ nhiều người ta nói là hôn nhân là mổ chôn của tình yêu. Không, khi mà lúc yêu thì đẹp đẽ lắm, rồi anh hứa hẹn này kia, nhưng và em cũng mơ mộng này nọ, nhưng khi về lấy nhau rồi thì bắt đầu thấy rằng là có nhiều cái điều nó không được tốt đẹp, không được vui, và ân hận rồi trách móc nhau, và dần dần là tình yêu nó bị chết đi. Thì bây giờ nhưng mà vẫn có những cặp vợ chồng càng ở với nhau lâu thì lại càng yêu nhau hơn. Tôi tin điều đấy, vì tôi đã trải nghiệm điều đấy. Đấy. Thì bây giờ em cũng muốn rất là mừng, rất là vui từ lần đầu tiên được trò chuyện với một người chị và làm về tâm lý, cũng như lại chia sẻ là mình ứng dụng ngay chính bản thân những cái kiến thức ở bên ngoài xã hội, mình đi truyền đạt cho mọi người vào gia đình của mình, và mình đã thành công. Em cho rằng đến giờ phút này tạm gọi là chị đã thành công trong cái việc là giữ ấm. Phải thêm 20 năm nữa thì mới dám nói là thành công. Tất nhiên là mình không nói hay được trước cái gì cả. tất nhiên là những người cũng nói như con người, nhưng mà ít nhất là bây giờ nhìn thấy là hai anh chị càng ngày càng hiểu nhau hơn, và các cháu cũng phải thông cảm, giống như là phải ủng hộ mẹ mình thì chị mới có thể là làm được điều như thế. Chính xác. Đấy, đúng. Nhờ gia đình. Thì cái câu hỏi này em nghĩ rằng là em bản thân em cũng muốn để học hỏi, bởi vì biết đâu sau này em cũng phải ứng dụng vào trong gia đình của mình. Đó là cái cách giữ lửa trong tình yêu hôn nhân. Cái này cũng là một kỹ năng. Và nghĩ là không cần phải mình chia sẻ nhiều, nhưng mà ít nhất là mình có thể là trong một câu hai câu ngắn gọn thì chị có thể nói chuyện được. Cái chuyên đề mà giữ lửa trong cuộc sống gia đình ấy, là tôi hay đi nói nhất. Chứng tỏ là rất nhiều người quan tâm. Những cái dịp 8 tháng 3, 20 tháng 10 hay 8 tháng 6 là các cơ quan, các công ty, các xí nghiệp hay mời tôi nói chuyên đề đó.
giữ lửa trong cuộc sống gia đình không quá khó, nhưng mọi người vẫn nghĩ cái câu nói là hôn nhân tình yêu là bình minh của hôn nhân mà hôn nhân là hoàng hôn của tình yêu đó, thì nó hơi tiêu cực. Nó chỉ đúng với những ai đó bi quan thôi. Còn nếu một người nỗ lực giữ lửa thì tình yêu nó không hề chết đi. Tất nhiên tình yêu không có bất biến. Tình yêu nó là một thứ cảm xúc mà nó có thể lên, nó có thể xuống. Và bản thân trong tình yêu hay trong hôn nhân cũng thế thôi. Tôi luôn luôn chia sẻ với mọi người là cảm xúc nó hình sin thế này. Có những lúc cảm thấy rất là chán nhau. Nhưng mà vượt qua được giai đoạn đó thì nó lại lên, lại xuống, lại lên, lại xuống. Chấp nhận điều đấy. Lúc lên, lúc xuống. Nó như cơn sóng biển và nó thử thách chúng ta. Và chính điều đó nó làm cho tình yêu nó ngày càng nồng nàn hơn, nó ngày càng sâu lắng hơn. Cho nên lúc đầu nó là một cái tình yêu rất là bão tố, nhưng mà lúc càng về sau nó lại càng là những cái đợt sóng rất là dịu êm. Nên người ta mới nói là sống với nhau lâu thì cái nghĩa nó rất là mạnh. Và tối hôm qua thôi, tôi mới trò chuyện gặp vợ chồng. Cô là cô Hồ Đắc Thiêu Anh, chuyên gia về ẩm thực, hơn 70 tuổi rồi. Nhưng mà hai cô chú tình cảm và yêu nhau lắm. Mà tôi phỏng vấn là cô chú đã yêu nhau 50 năm. Một hôn nhân của cô chú là gần 50 năm rồi. Và cô chú được VTV3 phỏng vấn trong chương trình Vui Sống Mỗi Ngày, chương trình tình giảng. Mọi người có thể lên để xem, thì thấy là ngưỡng mộ luôn. Và chính quen cô chú ngoài đời, chính ngồi với cô chú ngoài đời, chính biết rất rõ cái tình yêu của họ nó đẹp như thế nào. Cho nên vì thế mà hôm qua tôi nói là cháu mới được 14 năm thôi. Nhưng mà cháu cố gắng sẽ phấn đấu để được cô chú. Thì cái bí quyết giữ lửa không có khó đâu, chỉ cần biết tôn trọng lẫn nhau, đừng đòi hỏi quá cao của người khác. Hãy tôn trọng lẫn nhau, đó là hiểu cá tính của họ, hiểu cái thói quen của họ. Không ai là hoàn hảo. Mình lại đôi khi trong cuộc sống gia đình tôi gặp rất nhiều ca là cứ cãi nhau xong là mâu thuẫn xong ngoại tình rồi ly hôn ấy, là vì họ cứ đòi hỏi chồng họ phải thế này, đòi hỏi vợ họ phải thế kia. Họ không chấp nhận con người hiện tại đang sống với họ. Họ cứ nối tiếp quá khứ, ngày xưa anh như thế này, ngày xưa cô thế kia, tại sao bây giờ cô như vậy, rồi người cũ thì thế này, người yêu cũ của em thế này, bây giờ anh lấy thế này, anh lại bị thế này. Đôi khi người ta sống núi này, người ta ở đây, nhưng mà lại người ta nghĩ núi này trông núi nọ. Rồi sống đang sống hiện tại thì toàn nghĩ quá khứ thôi. Thế thành ra là họ không có hạnh phúc. Họ không có tôn trọng cái con người thực sự đang sống trước mặt họ. Họ mơ tưởng, họ hối tiếc, họ hoài niệm, thành ra họ khổ. Nên hãy tôn trọng và chấp nhận con người thực sự đang sống với mình. Và con người thì nó thay đổi theo thời gian. Lâm chắc chắn Lâm 10 năm về trước không giống Lâm bây giờ. Đúng ạ? Tôi 10 năm về trước không giống tôi bây giờ. Vậy thì giờ vì liệu chồng tôi có chấp nhận con người của tôi hiện tại không? Hay là lại ngày xưa thì em thế này, tại sao bây giờ em thế này? Đòi hỏi như thế là vô lý. Là vô lý. Cho nên hãy tôn trọng lẫn nhau và hãy chấp nhận lẫn nhau. Đấy là chìa khóa để giữ lửa yêu đương. Bản thân người vợ người chồng phải biết yêu chính mình. Biết yêu chính mình, biết tôn trọng chính mình, biết chấp nhận chính mình thì mới có thể yêu được người khác, mới có thể tôn trọng được người khác, mới có thể chấp nhận được người khác. Cho nên lại quay về với câu chuyện mỗi người chọn cho mình một cách sống như thế nào. Mình có thật sự tự tin vào bản thân mình không? Mình có thật sự đang dành thời gian cho mình không? Có rất nhiều người vợ không dành thời gian cho bản thân. Cứ nghĩ rằng mình đang hết lòng vì chồng con, mình hy sinh chồng con là mình sẽ giữ hạnh phúc. Hoàn toàn sai lầm. Nếu bạn không chăm sóc chính bạn, ví dụ đơn giản, giữ lửa là vẫn câu chuyện ái ân đi. Phụ nữ mà không khỏe mạnh thì có đáp ứng được nhu cầu tình dục của chồng không? Trong khi có những giai đoạn người đàn ông mạnh mẽ hơn phụ nữ rất là nhiều. Đúng không ạ? Cho nên vì thế mà ngay trong chuyện ái ân thôi. Nói đến chuyện này thì tôi muốn nhấn mạnh 3 điểm vì thời gian nó ngắn, mình không thể. Vì chuyện này là tôi nói cả buổi chứ không phải vài phút được. Thì có 3 cái điểm. Tôi nói là gia đình muốn hạnh phúc thì phải là tổ ấm. Giữ lửa là giữ ấm gia đình đấy. Gia đình là tổ ấm. Mà cái câu nói là đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm là mình hiểu theo cái nghĩa, một cái nghĩa góc cạnh nào đó thôi, chứ mình đồng nhất là vai trò đàn ông là đi lo kinh tế, còn đàn bà là phải lo giữ lửa, là không phải. Cả nam cả nữ đều phải giữ lửa. Nhưng cái quan trọng nhất có 3 nơi phải ấm trong gia đình. Thứ nhất đó là giường ấm. Đó là quan hệ ái ân của hai vợ chồng phải ổn. Tình dục nó quyết định 80% hạnh phúc gia đình. Hầu hết những ca tôi tư vấn về ngoại tình hôn nhân đều là giường lạnh. Gia đình tổ lạnh chính là lạnh vào mối quan hệ ân ái. Hai vợ chồng không hạnh phúc, giường không ấm thì không thể nào mà có được tình yêu, không thể nào có được tổ ấm gia đình. Nơi thứ hai phải ấm đó là bếp ấm. Hôm qua tôi với cô Thiếu Anh tâm đắc với nhau ví này lắm. Vì cô Thiếu Anh mới ra mắt cái bộ sách nấu ngon ăn lành. Và chính là thông điệp là phải nấu bằng tình yêu thương cho những người thân yêu ăn. Bếp ấm là cái bếp nó phải khơi lửa, bàn ăn nó phải ấm áp và mọi người vui vẻ quây quần bên nhau. Nó bắt bằng tình yêu thương, ăn uống trong tình yêu thương. Thì đấy là bếp ấm. Và một nơi nữa phải ấm đó là phòng khách ấm. Phòng khách ấm là nơi gia đình vui chơi với nhau. Kiểu gì kiểu bận mấy thì bận cũng phải có bữa ăn chung này, và phải có sau những giờ ăn uống chung đấy thì phải ra phòng khách
để cùng chơi, cùng xem tivi, cùng trò chuyện, cùng dạy con học bài, cùng nghe con tâm tình. Đó, đôi khi ba cái lời đó nó sẽ giúp mình giữ ấm gia đình. Và ba cái lời đó thì đi vào cái sâu kỹ năng thì nhiều lắm. Riêng cái giữ ấm thôi là cả vấn đề rồi. Bếp ấm cũng là cả vấn đề. Đúng rồi. Rất là thú vị. Từ nãy bây giờ chúng ta nói rất là nhiều câu chuyện và chia sẻ rất là nhiều cái kỹ năng rất là thú vị. Cho nên có một số các khán giả, cũng một số người bạn, nghĩ là chúng ta đang quan tâm đến những vấn đề này và cũng có hỏi, chính là hỏi chị Thúy. Thì có một bạn có hỏi một câu là: chị đi làm những công việc như vậy thì chồng chị nói như thế nào về chị, về mình, về vợ mình? Có lẽ là câu hỏi này rất là thú vị, nhưng mà tôi chỉ xin phép trả lời một góc độ thôi. Nếu mà muốn biết thì có lẽ phải hỏi anh ấy mới chính xác được. Nhưng mà tôi có thể nói lại một vài lần mà tôi bị than phiền là đi làm nhiều quá. Thì ông xã tôi cũng than phiền đấy, tích còi liên tục. Tức là thậm chí có những giai đoạn tích còi khá là gay gắt, và tôi buộc phải điều chỉnh lại cho nó phù hợp với cuộc sống của gia đình. Thì đấy là một những lời nhắc nhở mà tôi nghĩ là rất là cần thiết, để mà tôi đừng bị cuốn theo công việc mà tôi vẫn có thể là dành thời gian cho gia đình được. Thì câu hỏi này thì có lẽ là có cái tâm sự đấy của anh là tôi nhớ nhất rồi. Cái tâm sự khác thì chắc là phải một khán giả cũng chắc là cũng đây là cũng một người vợ đây, người nội trợ đây, cũng hỏi chị một câu là: chị cân bằng như thế nào cho thời gian giữa công việc và gia đình? Câu hỏi này của bạn khán giả thì rất đúng với cái mà tôi đang nói. Chồng tôi hay than phiền về một trong những điều chồng tôi hay than phiền về tôi nhiều nhất đó là đi nhiều. Và đấy là câu chuyện của cách đây khoảng 4-5 năm về trước. Lúc đó thì tôi đang học cùng một lúc hai chương trình, học và làm các công việc vẫn nhiều và học hai chương trình một lúc. Thạc sĩ tâm lý thực hành, thạc sĩ tâm lý trị liệu và tiến sĩ xã hội học. Thì thành ra là tôi quá khá là bận và than phiền. Nhưng chính nhờ những lời than phiền của anh ấy nên tôi mới biết cân bằng lại và tôi biết sắp xếp lại cuộc sống. Để ít nhất tôi không bị mệt. Vì một người làm nhiều là bản thân người đó mệt. Rồi người làm nhiều là không dành thời gian cho chồng con. Thế nên là tôi thấy anh than phiền thế là đúng. Và tôi bắt đầu điều chỉnh. Và nhờ có thể nói là trong gia đình đây là một cái vấn đề đây. Chúng ta phải biết chia sẻ với nhau những khó khăn. Và chúng ta cũng phải biết nhắc nhở nhau khi cần. Và có lẽ đấy là điều tôi phải cảm ơn nó xã tôi. Nhờ anh ấy nhắc nhở mà tôi biết cân bằng. Nên câu hỏi mà bạn khán giả vừa mới nói mà Lâm đọc lên đó, thì tôi thấy rất là cảm ơn. Vì cái câu hỏi này cũng là cái câu hỏi mà nhiều người hỏi tôi nhất. Làm sao để cân bằng? Vì quả thật bây giờ phụ nữ quá bận. Phụ nữ chúng tôi không phải là chỉ làm nội trợ nữa, mà đi các bạn làm doanh nghiệp, các bạn làm công sở, các bạn làm văn phòng nhiều lắm, rồi các bạn làm thêm một người nhiều, làm nhiều nơi, rồi các bạn bán hàng online vân vân, nhiều lắm. Vậy thì làm sao để có thể cân bằng, nhất là khi các bạn có con nhỏ? Thì tôi cũng nói là tôi cũng đã từng gặp những khó khăn y như vậy. Và sắp xếp là một bài toán và buộc chúng ta phải cân nhắc, chứ không thể nào mà cuộc sống có thể trọn vẹn là mình vừa muốn cái này vừa muốn cái kia, vừa muốn kiếm nhiều tiền lại vừa muốn có thời gian cho gia đình, là hơi bị khó lựa chọn. Những ai mà có được công việc may mắn đó để có thể linh hoạt về thời gian, để vừa có kiếm tiền vừa có thời gian gia đình, là người đấy quá may mắn, và số đó không nhiều. Và tôi cũng không phải là người được may mắn như thế. Cho nên là khi mà thấy là nhìn lại, thấy nghe qua lời than phiền của chồng con mình thấy không ổn, là mình phải sắp xếp lại. Ví dụ cá nhân tôi là tôi phải bớt việc. Tôi bớt việc và tôi có cái nguyên tắc là buổi tối của chủ nhật là tôi sẽ không nhận việc, trừ những trường hợp đặc biệt không thể khác được và buộc tôi phải có mặt thì tôi mới phải đi. Còn lại là không. Còn ngày xưa thì cứ ham việc, người ta mời, thấy chương trình nào cũng ý nghĩa, chương trình nào cũng cần. Hôm nay thì mời nói về dạy con từ 0-6 tuổi, hôm sau thì nói về dạy con trong bụng mẹ. Tôi thấy những chương trình này rất là cần, đúng là cái mà tôi tâm huyết. Thế là tôi lại đi, thế là tôi lại mất thời gian cho gia đình. Bây giờ tôi không, tôi kiên quyết đấy không, tôi sẽ hạn chế tối đa những cái lịch buổi tối và buổi chủ nhật, ngày những ngày cuối tuần. Đấy là một cái việc thứ nhất tôi làm và tôi thấy khá hiệu quả. Một cái việc thứ hai đó là tôi làm một việc, đó là về nhà tôi ngắt cái điện thoại. Tôi không trả lời điện thoại của tôi. Ngày xưa tôi nhiệt tình đến mức mà học trò của tôi gọi điện. Học xong ban ngày thì ở lớp đôi khi cũng có chuyện tới nhị hoạt động của họ. Tối về học alo của Thúy ơi, chồng em thế này, chồng em thế kia. Thì tôi thì nhiệt tình tôi trả lời. Thì ông xã tôi đã từng trêu là: em trả lời cho người ta rồi em phải đi lo giải quyết việc của em đó, là anh bực mình rồi đó. Thế là từ đó là đi, tôi là tôi không nghe tư vấn buổi tối nữa. Không, dù nhiệt tình mấy cũng không tư vấn buổi tối nữa. Ai gọi đến công việc nếu có thì nghe nhanh rồi tôi cúp máy. Còn lại nếu tư vấn để đến
giờ tôi tư vấn ở nhóm học nữ thì các bạn có thể gọi lên. Một là lên trực tiếp là tốt nhất, hai là gọi lên lúc giờ đó, chứ không tư vấn vào những cái giờ của gia đình. Ngắt được hai chuyện đó là đỡ được nhiều việc lắm. Nghĩa bây giờ ai mà muốn chị Thúy tư vấn ấy, thì cứ là một địa chỉ đấy là nhà văn hóa phụ nữ. Dạ đúng rồi, sáng thứ nào một tuần. Sáng thứ nào một tuần. Vâng. Một cái đường link nữa thì chị có thể chia sẻ thêm được trên không? Như ai mà Phạm Thị Thúy. Phạm Thị Thúy. Mọi người có tâm tình gì thì cứ chat vào đấy, tức là kể câu chuyện của mình vào đấy và tôi sẽ trả lời khi tôi có thời gian. Chứ không không thể nào. Tôi ít khi vào Facebook theo kiểu mà có thể có nhiều thời gian là trên Facebook. Tôi chỉ vào rất nhanh rồi tôi ra thôi. Cho nên là không, thường là không có chat được với mọi người. Thì tôi thường nói là ai có vấn đề gì thì cứ tâm sự hết những cái gì mình muốn nói vào đây và tôi sẽ trả lời khi có điều kiện. Thì mình phải phải gần như là công việc thì vẫn làm không không có bớt quá quá nhiều mảng công việc, nhưng mà mình sắp xếp lại để mình có cái cách làm hợp lý hơn. Ví dụ như là thời gian là bất di bất dịch, nguyên tắc là cho gia đình, điện thoại là không nghe buổi tối. Và bây giờ chồng của tôi đang khuyến khích tôi làm được một việc nữa thì tốt, đó là tốt cho bản thân tôi. Là anh nói là trong tuần ít nhất em phải có 1 đến 2 ngày em phải dừng hết các công việc lại, ở nhà nghỉ ngơi thư giãn và tự làm việc thôi, đừng đi đâu cả. Em đi nhiều thì nó mệt. Thì tôi thấy đấy là một điều mà tôi sắp tới tôi sẽ phải làm. Vì không chỉ là dành thời gian cho gia đình, mình phải dành thời gian cho bản thân. Tôi hơn 40 tuổi rồi và tôi thấy là sức khỏe bắt đầu xuống dốc rồi. Nếu mình cứ làm việc quá nhiều thì đến lúc nào đó mình suy sụp, mình ốm ở đấy thì người khổ nhất là mình, rồi khổ lây sang chồng con. Thì tôi thấy là tôi sẽ phải đi tới cái việc đó nữa. Có thể nói cái nghệ thuật sắp xếp cân bằng công việc với gia đình ở đây á, là mình phải biết dành thời gian cho những người thân yêu nhất của mình và cho bản thân mình. Đó. Một cái điểm nữa là mình phải đặt mục tiêu công việc. Mục tiêu nào là mục tiêu quan trọng nhất với mình thì mình phải ưu tiên hàng đầu. Và nếu cần mình phải bớt những việc mà nó xếp thứ tự ưu tiên, là từ cấp bách cho đến quan trọng cho đến không cấp bách, không quan trọng, thì mình phải biết loại bớt. Mình có thể nhờ người khác làm, mình có thể giao việc cho người khác, mình có thể cộng tác với người khác để mình giảm bớt áp lực cho mình. Chứ nếu mình cứ cái việc gì mình cũng ôm thì rất là khó. Một trong những điều mà chị em phụ nữ hay hỏi tôi về vấn đề cân bằng này này, là họ nói là họ có những cái cầu toàn, họ thấy người này làm người kia họ không ưng, họ cứ phải làm, không tin được. Dạ đúng rồi, thậm chí có những chị nói là tôi thuê người giúp việc nhưng mà rồi tôi thấy họ làm không ưng tôi lại vào tôi dọn lại. Thế là quá là vất vả và luôn luôn than phiền là em có thời gian cho bản thân, luôn luôn than phiền là em mệt quá. Nhưng khi tôi hỏi về cuộc sống thì cô ấy lại nói theo cái cách là cô ấy, tôi nhận ra cô ấy là người quá cầu toàn. Cô ấy không hài lòng với bất kỳ điều gì cả, không hài lòng với bất kỳ ai làm việc cả, thành ra là cô ấy khổ. Thế thì những cái trường hợp như vậy thì chị làm cách nào? Chị có thể thay đổi được những cái suy nghĩ của họ không? Thay đổi được cái thói quen cầu toàn đó không? Không hề dễ đâu. Có một số người tôi giúp tôi, cái quá trình của chúng tôi làm nghề tham vấn không phải là khuyên ai đó làm gì. Vì chúng ta biết là mỗi người chỉ có thể tự thay đổi chứ người khác không thể bắt họ thay đổi. Thì cho nên là chúng tôi có thời gian đủ lâu để tâm tình, để nghe cái nỗi lòng của họ, nghe giống như đầu chương trình tôi nói đó, chúng ta lại thấu hiểu được và hiểu được hết cái bối cảnh gia đình họ, thì mình biết hết cái gốc rễ nguyên nhân mà vấn đề họ đang tâm sự với mình, đôi khi chỉ là bề mặt thôi. Thì khi mà tôi đủ lâu để nói chuyện với tất cả những cái câu chuyện, những sự kiện của gia đình họ rồi, thì tôi mới giúp họ là đặt câu hỏi để họ nhận diện em làm thế này thì kết quả là gì, em làm thế kia thì hậu quả sẽ là gì. Nếu em làm nhiều như vậy buổi tối em không có thời gian cho bản thân thì thời gian đâu để em ở bên chồng riêng tư, thời gian đâu để em dạy cho con học, nếu em cứ lủi củi làm việc dọn dẹp nhà cửa. Nhà sạch thì rất là tốt, nhưng có quan trọng đến mức mà để em đánh mất thời gian cho em và cho gia đình không? Đó, thì tôi sẽ đặt ra câu hỏi và tự họ nhận ra là làm như vậy là tốt hay không tốt cho chính họ. Thì khi mà họ nhận ra vấn đề ở đâu họ mới thay đổi. Đấy là họ tự nhận ra và họ sẽ tự thay đổi. Chứ nếu chúng tôi khuyên là em đừng làm nhiều nữa, em bớt việc đi, em thế này em thế kia, sợ rằng những lời khuyên đó nó chỉ là mang tính chung chung thôi. Và nó chỉ là lý thuyết thôi, đúng với người này không đúng với người kia. Những cách của cá nhân tôi đó là hợp với tôi, nhưng với người khác chưa chắc. Có những người họ bớt việc thì họ lấy đâu họ tiền mà sống. Đó, cho nên là tùy mỗi người lại phải có những cái cách trò chuyện riêng với họ, khơi cái tâm sự của họ, khơi những cái khúc mắc của họ và cho họ nhìn thấy cái đằng sau những hành động đang làm của họ thì hậu quả sẽ là gì. Và họ nhận ra rồi họ sẽ dừng nếu họ không muốn gặp những hậu quả đó. Quả thực là rất là khó, bởi vì là ai cũng khi mà đã vào một cái guồng quay rồi, vào một cái guồng công việc rồi, thì họ rất là khó có thể nhận ra được. Giống như là mình nói là cờ ngoài vào trong, mình đứng ngoài thì mình nhìn thấy là họ đang bị quay cuồng với công việc quá và họ không có thời gian dành cho gia đình bản thân. Nhưng khi đôi khi
chưa chắc, có khi chính mình lại vào cái trường hợp đó thì mình có thể là cân bằng được không, hay là mình cũng như họ. Thì cũng là trở lại với chính những cái điều mà chị thường xuyên phải gặp, thường xuyên phải làm, đó là phải nghe họ những tâm sự. Có khi mình chỉ khuyên là em ơi đừng như vậy, nhưng họ bảo chị có phải sống trong cái hoàn cảnh của em đâu mà chị biết. Thì những cái ca như thế chị đã gặp bao giờ đấy? Có lẽ là tôi cho đến giờ thì tôi thấy là tôi chưa gặp. Vì quan điểm của tôi là tôi được, cũng là cái may mắn là từ khi tôi vào nghề tôi được cầm tay chỉ việc bởi những người rất là giỏi. Cô Nguyễn Vân Anh bây giờ là giám đốc trung tâm Saga, cô Hoàng Thị Thanh là người kỳ cựu về làm tham vấn tâm lý, thầy Trịnh Trung Hòa. Có thể là nói mọi người lên mạng search bác Trịnh Trung Hòa thì quá nổi tiếng về vấn đề hôn nhân gia đình rồi. Anh Đinh Đoàn, những người hồi đó tôi được cộng tác với những người rất là giỏi và họ dạy cho tôi kỹ năng tham vấn tâm lý. Và làm được khoảng nửa năm thì chúng tôi lại được tập huấn một cái khóa một tháng của chuyên gia Mỹ về kỹ năng tham vấn tâm lý. Và khóa đó lại đặc biệt chuyên sâu về kỹ năng tham vấn cho cái vấn đề phòng chống bạo hành trong gia đình. Thì chúng tôi biết là cái công việc của chúng tôi là gì, không bao giờ có quyền đưa ra lời khuyên bất kỳ ai. Chúng ta không có quyền quyết định cuộc đời của bất kỳ ai, và chúng ta không có thể chịu trách nhiệm cho bất kỳ ai. Tôi khuyên họ mà họ làm theo lời tôi, hậu quả vẫn như thế nào, cái sự không phù hợp của cái lời khuyên đó đối với gia đình họ, đối với bản thân họ và đối với chồng con họ, thì ai là người chịu trách nhiệm? Thân chủ của tôi chứ đâu phải là tôi. Cho nên là tôi là một người làm nghề tham vấn tâm lý, tôi không được quyền khuyên bất kỳ ai. Cho nên tôi chưa xảy ra cái chuyện là tôi khuyên thì họ bảo tôi là em không làm được. Rồi, em rất hiểu. Đã bây giờ thì Phúc Lâm đã hiểu là công việc tham vấn tâm lý không phải là mình đi khuyên người ta. Đúng rồi, tuyệt đối không. Không phải đi khuyên người ta, mà mình phải thấu hiểu. Đúng rồi. Và cái đặc biệt là mình lắng nghe để làm sao chính họ mới là những người tự thay đổi. Đúng và rồi. Chính họ mới là những người quyết định cuộc đời của họ. Chính xác. Và họ chịu trách nhiệm cuộc sống. Công việc của chúng tôi là gọi là công việc khơi nguồn tiềm năng. Khơi nguồn nhận, giúp thân chủ nhận diện vấn đề. À. Đặc biệt là nhận diện rồi. Thực trạng cái câu chuyện và cái nguyên nhân sâu xa của câu chuyện. Rồi khơi ra những cái nguồn lực trong họ để họ có thể tự tin tìm ra biện pháp giải quyết tốt nhất cho mình, phù hợp nhất với mình. Đôi khi một biện pháp mình biết là rất là tốt cho họ, nhưng mà họ sẽ không thể làm được vì điều kiện gia đình họ, vì những mối quan hệ rất là phức tạp trong cuộc sống của họ. Cho nên là mình chỉ có thể giúp họ nhận diện những cái nguồn lực của họ, nhận diện được những cái khả năng có thể của họ, và họ chọn ra giải pháp phù hợp nhất đối với họ. Và quan trọng hơn, chúng tôi là động viên tinh thần họ để họ sẵn sàng làm những gì họ đã lựa chọn, họ đã quyết định. Vì đôi khi thân chủ biết là mình nên làm gì là tốt ấy, nhưng không đủ tự tin để làm, không đủ mạnh mẽ để làm, không đủ nghị lực để làm, không đủ kiên nhẫn để làm. Thì lúc đấy cần sự đồng hành của chuyên viên tham vấn tâm lý. Một trong những câu hỏi mà có một vị khán giả rất là quan tâm, đó là chắc là cũng lúc đấy cũng theo dõi cái trò chuyện mà Phúc Lâm hỏi chị về gia đình, chính bản thân con cái của chị. Thì đây là một bạn có hỏi là với con cái của chị thì chị đã trao truyền những cái kỹ năng bảo vệ như thế nào trong vai trò của một người mạnh, một nhà đạo đức. Đây là một câu hỏi khá là hay. Đúng thế. Cảm ơn bạn đang hỏi câu này. Quả thật là đây là vấn đề mà chính từ tôi có một cái tư duy thực tế. Tôi học xã học mà, xã học là rất là quan tâm đến thực tế. Cái tư duy ứng dụng nó rất là cao. Nên tôi bắt đầu từ mọi thứ, bắt đầu từ cuộc sống. Chính những cái tôi quan sát con tôi và những đứa trẻ, bạn bè con tôi, và tôi thấy các cháu cần gì, các cháu cần phải học cái gì và các cháu muốn học như thế nào, tôi mới đưa vào công việc của tôi và cái bài giảng của tôi. Thì chính tôi dạy con mỗi ngày cái cách các cháu biết bảo vệ bản thân mình, từ cái cách từ bé đã biết vệ sinh thân thể, biết có những cái từng hành vi như là vệ sinh như thế nào để kín đáo, vừa là sạch sẽ nhưng mà vừa là kín đáo. Rồi cái cách giao tiếp người khác thì con phải làm gì để người khác không có những cái hành vi mà có cơ hội đụng chạm vào vùng riêng tư con. Chính cái điều đó phải học dạy rất sớm, từ rất bé. Và mỗi ngày một chút. Thực ra chúng ta nhớ là mọi cái kỹ năng mà cha mẹ có thể rèn cho con ấy, là thông qua những hoạt động mỗi ngày. Ăn cùng con, ngủ cùng con, tắm giặt cùng con, chơi cùng con. Mỗi một cái hành động cha mẹ sẽ giúp con có được kỹ năng. Kỹ năng sống mà trẻ học là qua tấm gương của cha mẹ. Chính hành vi của mình là cái mà nó bắt chước. Trẻ con là một cái miếng bọt biển, nó cũng rất là nhanh mọi thứ từ cha mẹ. Cho nên cha mẹ muốn dạy con điều gì thì cha mẹ hãy làm điều đó đi ạ. Anh chỉ có thể dạy cái gì anh chính là thôi, chứ anh không thể dạy cái mà anh không làm được. Cho nên tôi muốn dạy con tôi giao tiếp với người khác như thế nào thì chính tôi phải cho cháu thấy điều đấy.
hay đơn giản nhé, ngay như là sáng nay thôi, tôi muốn dạy con là đi học, mẹ đưa đến trường con phải chào mẹ. Nhưng hôm đó sáng nay tôi thấy là cháu buồn ngủ, cháu không chào, tôi sẽ là người chào con từ trước. Mẹ chào con, tôi chào to cho cháu thấy. Thì cháu mới nhớ là con chưa chào mẹ, thì nó quay lại nó chào mẹ. Chứ mình lại trách là tại sao không chào mẹ, la nó mắng nó thì không nên. Thì chính mình phải dùng hành vi. Thì trong cái kỹ năng bảo vệ bản thân này cũng thế. Ví dụ như là không ăn mặc hở hang, thì tôi cũng cho cháu thấy là trong cuộc sống tôi không có mặc theo kiểu như là hở hang, kể cả trong nhà. Trong chuyện riêng tư hai vợ chồng đóng cửa vào thì không nói gì. Nhưng mà với con cái nhìn thấy là mình không ăn mặc hở hang thì con mình nó mới không ăn mặc hở hang. Chứ nếu mà đứa trẻ nó ăn mặc hở hang đến cái tuổi dậy thì chẳng hạn, thì chắc chắn là cái nguy cơ là nó có những cái giống như là một cái dấu hiệu để cho những cái kẻ xấu đến gần, thì đấy là một điều nguy hiểm. Đơn giản vậy thôi. Thì đấy là một cách tôi dạy bằng hành vi, tôi dạy mỗi ngày và tôi dạy bằng sách. Chính tôi viết những cuốn sách và tôi lại cho con tôi đọc cuốn sách đó. Rồi tôi mua những cuốn sách của tác giả khác, tôi cho con tôi đọc. Riêng cái niềm yêu sách là phải rèn cho con từ bé. Ngay từ trong bụng mẹ đã đọc sách cho con nghe rồi. Và trong suốt cái quãng đời thời gian mà mình ở bên con, mình dạy con, từ khi sinh con ra cho đến khi con lớn lên, hay tạo thói quen đọc sách trong gia đình. Thì khi nào mình muốn dạy nó điều gì đó, đôi khi con nói chuyện mình hơi khó nói, mình mua sách cho con đọc, thì cái thông điệp tác giả sẽ thay mình nói với con. Ví dụ khi con tôi chuẩn bị đến tuổi dậy thì, chuẩn bị thứ nhất tức là lớp 5, lớp 6, không phải đợi dậy thì rồi mới bảo con đọc cho con được. Thì tôi đã mua bộ Cẩm Nang Con Trai, Cẩm Nang Con Gái của một tác giả nước ngoài do Phất Niu Chí Việt dịch để mà phát hành ở Việt Nam cho con thử đọc. Thì trong đó nó có rất nhiều vấn đề, từ cái chuyện là dậy thì biểu hiện ra làm sao, rồi khi có bạn trai thích thì phải thế nào, rồi vấn đề con người sinh ra, rồi quan hệ yêu đương tình dục như nào, là họ cũng được nói rất là giản dị và gần gũi. Và tôi muốn con tôi biết thì tôi đưa cho cháu đọc. Thực ra không phải nhiều người phụ huynh đang dạy con theo cách của chị. Có nhiều người trong xã hội bây giờ là đa phần là cứ cho con đi học thêm, con đi học bán chú nguyên ngày rồi tối về lại chờ con đi học thêm, chờ con học tiếng Anh cuối tuần, con đi học vẽ, con đi học đàn, con đi học võ, con đi học bơi. Quá nhiều. Thì theo chị, thực ra cái vấn đề này thì Phúc Lâm cũng đã từng có nhiều anh chị em, có nhiều bạn bè tranh luận rất là nhiều. Lúc nào ví dụ cứ nói về chuyện con cái là họ thường nói là phải như vậy, phải như cái kia. Thì đối với chị Thúy là một nhà tham vấn cũng như là một chuyên gia về rất là nhiều cái kỹ năng dành cho trẻ em, thì chị nhìn vấn đề này như thế nào và nên chúng ta nên như thế nào? Tôi còn nhớ giáo sư Văn Như Cương, rất tiếc là giáo sư đã mất đấy. Thì giáo sư có nói một câu là đi học thêm là một cách nhanh nhất để làm cho con mình nó bị thiếu năng trí tuệ. Cá nhân tôi cũng rất đồng tình, cho nên là tôi quan điểm của tôi là không cho con đi học thêm quá nhiều. Có lẽ là từ khi mà các cháu còn bé cho bây giờ các cháu đã hai bạn đều đang năm cuối cấp, thì tôi mới bắt đầu cho đi học tiếng Anh. Và có thể học thêm, ví dụ như các cháu học chuyên toán thì các cháu phải học toán nâng cao. Thế thôi. Còn lại là từ lớp 1 cho đến lớp 9 là không hề có để cho thêm. Phát triển tự nhiên. Dạ không, cháu phải tự học. Tôi hướng dẫn các cháu tự học từ bé, cho các cháu phải tự giác học. Và khó gì thì bố mẹ có thể chỉ bảo. Bố mẹ không chỉ bảo được thì có thể nhờ thầy cô, có thể nhờ những cái sách giải bài tập, có thể lên mạng để tìm ra lời giải để rồi hướng dẫn cho con. Học thêm nhiều sẽ làm cho trẻ mất đi cái cơ hội vui chơi. Đúng. Mà cái bộ não của trẻ mà nhồi quá nhiều kiến thức á, thì ông Einstein nói rồi, trí tưởng tượng quan trọng hơn nhiều sự hiểu biết. Càng hiểu biết nhiều, cái não nó bị giống như nó cái máy tính mình đang làm nhiều, nó bị treo rồi. Đó, thì nó đâu có cơ hội để nó sáng tạo những cái gì đó mới, nó có ý tưởng mới, nó có thể có những cái hành vi mà nó vui vẻ, nó thoải mái được. Khi mà nó suốt ngày nó bài vở, suốt ngày nó bị áp lực bởi bài vở, rồi cũng không có thời gian để trang bị cho mình những cái kỹ năng sống. Chính xác luôn. Không có thời gian để trang bị cho mình những cái hiểu biết về xã hội, đúng không? Hay là những cái kỹ năng như chị nói vừa rồi là bảo vệ bản thân, kỹ năng là chào hỏi. Thấy rằng là rất nhiều các bạn đi học về chỉ thấy đeo kính nó dày hơn. Kiến thức thì có thể rất nhiều, nhưng về lại bố mẹ vẫn cứ phải nhắc là tại sao con không chào, tại sao con không gặp người lớn, con không lễ phép. Thì như vừa rồi chị có nói là không nên học thêm. Bây giờ mọi người vẫn còn tranh cãi về vấn đề này. Nhưng ngoài cái chuyện học thêm thì lại có nhiều người tư duy là cứ cho con mình đi học thật nhiều các môn khác, như ví dụ như đàn, ví dụ như tiếng Anh, ví dụ như võ vẽ, rất là nhiều môn cùng một lúc
thì mọi người nghĩ rằng là con mình bé này phát triển toàn diện là phải học, là cứ học đi rồi lớn là tính sau, rồi bố mẹ chỉ có là kiếm tiền, có tiền rồi bây giờ có điều kiện để cho con mình đi học, thậm chí học trường quốc tế, rồi nói chung cứ thời gian là phải học. Đấy là điều mà tôi khá là băn khoăn đấy. Khi mà tôi nói chuyện cha mẹ, tôi thường trao đổi với họ điều này. Nếu đứa trẻ nó có năng khiếu thì cho nó đi học những môn năng khiếu đó rất là tốt. Nó phát huy được tiềm năng của nó, tố chất của nó, và nó được thỏa mãn cái đam mê của nó. Một đứa trẻ nó có năng khiếu, nó đam mê thì nó được học, nó thích lắm. Đứa thích đọc đàn, nó đọc đàn, nó thích lắm. Nhưng nếu mà nó lại phải học quá nhiều thứ một lúc thì nó bị phân tán thời gian. Có những đứa trẻ nó lại thích nhiều thứ không? Và nếu bố mẹ chiều mà cho nó học nhiều thứ thì chắc chắn nó không thể tập trung vào cái gì cả. Và không giỏi được cái gì. Đúng rồi, nó rất khó. Còn có hơn nữa, không phải chỉ vậy. Có một số gia đình cực, đúng như là Phúc Lâm nói đó, là muốn con mình học nhiều để giỏi toàn diện. Để sau này không bổ ngang thì cũng bổ dọc. Rồi nhiều cha mẹ còn nói với tôi là không có thời gian chăm con, không có thời gian bên con, nên tôi cứ gửi hết lớp này đến lớp kia. Đấy giống như là một cái nơi gửi con á. Giống như là mình sự phó thác cho các thầy cô. Và nghĩ rằng là thôi thì ngày xưa mình không được học nhiều. Cái giai đoạn trước mình khó khăn, mình thiếu thốn, mình không có cơ hội đi học mà mình lại thích. Ví dụ như có những trường hợp là bố mẹ có năng khiếu đàn, thích học đàn, thích học hát, nhưng mà mình không có cơ hội để trở thành ca sĩ, không có cơ hội đi học. Bây giờ đến đời con mình bắt con mình đi học. Rất mà sau khi đó cháu lại thích đá bóng chẳng hạn. Đấy, cái hiện tượng là nhiều đó. Đúng rồi. Cảm ơn Lâm, là Lâm đang nói thay lời rất nhiều bậc cha mẹ đó. Và trong gia đình cũng nhiều người là cãi nhau chuyện này. Dạ. Mà vợ thì rất không thích điều đó vì vợ biết được. Điều đó là không phù hợp. Nhưng mà chồng thì lại muốn, hoặc ngược lại. Thế là trong gia đình cũng mâu thuẫn nhau một chuyện gì còn nhiều lắm. Có thể nói là liên quan đến chuyện dạy trẻ thì có lẽ mình sẽ cần một cái buổi khác. Nhưng mà tôi chỉ muốn nhấn mạnh là tất cả những hành vi mà cha mẹ dạy con, từ chuyện cho con đi học thêm hay không, từ chuyện cho con đi học năng khiếu hay không, nó ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ. Nên xin cha mẹ đừng bao giờ chủ quan. Hãy cân nhắc kỹ. Cái gì thật cần thì hãy phải mới phải học thêm. Chỉ có hai trường hợp cần dạy thêm thì tôi cũng là một giáo viên. Thì cho nên tôi nói là chỉ có hai trường hợp cần học thêm đó. Một là quá kém môn nào đó cần phải bồi dưỡng thêm đặc biệt để trẻ theo kịp bạn bè trong lớp. Trường hợp thứ hai là rất giỏi môn nào đó và cần đi học thêm nâng cao để nó được đi chuyên sâu. Chứ học bình thường đại trà với các bạn trong lớp là không thỏa mãn cái trí thông minh của nó, thì phải cần cho đi học thêm nâng cao. Hai trường hợp thôi. Còn lại những đứa trẻ khác, hãy để nó học rất vừa phải ở trường thôi. Hãy để thời gian cho con được vui chơi, được giải trí, được ở bên cha mẹ nhiều hơn. Chứ đôi khi nói đúng cái lịch trình mà Lâm vừa mô tả đó, là gần như cha mẹ con gái không có thời gian để ngồi ăn cơm với nhau. Sáng thức dậy thì lo đi học, tối thức dậy, tối khi mà bố mẹ về thì con đã về đâu, con lại đi học thêm ở trung tâm. Đến lúc đi ngủ gần như chỉ may ra chào nhau một câu. Vậy thì giao tiếp cha mẹ với con ở chỗ nào, ở lúc nào? Dạy con các vấn đề liên quan đến kỹ năng ở lúc nào? Tâm tình với con những cái nỗi niềm vui nỗi buồn ở trường ở lúc nào? Đó, rồi tụi trẻ thì có rất nhiều những nỗi lòng, và nếu không được chia sẻ cùng bố mẹ, nó không được giải tỏa những cái nỗi lòng đó qua trò chơi, qua những tương tác tình cảm yêu thương, thì chắc chắn những cái dồn nén này nó sẽ làm cho trẻ sớm hay muộn nó sẽ có những cái ức chế. Có rất nhiều hiện nay là phòng khám tâm lý càng ngày càng đông trẻ em rối loạn hành vi này, rối loạn ngôn ngữ này, mất tập trung này, buồn chán này, thậm chí là bị trầm cảm luôn này. Cho nên là các bậc cha mẹ xin hãy thương con mình để nó được có thời gian để nó thở. Tôi thấy vui là để được có thời gian thở, thời gian chơi, học nhiều quá nó thở lúc nào, nó chơi lúc nào. Rất là hay, thực sự là những cái lời chia sẻ của chị Thúy vừa rồi là hy vọng rằng, tất nhiên bây giờ Phúc Lâm cũng không mong là, cũng không dám nghĩ rằng có nhiều người có một cái suy nghĩ nó tiến bộ như vậy. Có một câu nói là thương con thì chớ nên ép con ăn no, mà yêu học trò thì đừng nhồi nhét chữ. Đúng rồi, câu này thì câu này quá hay. Rất là hay, thì Phúc Lâm nhớ mãi, bởi vì là bản thân mình cũng rất là thích học nhiều, nhưng không, thời gian của mỗi con người mỗi ngày cũng chỉ có 24 giờ mà thôi. Và cuộc đời này thì chúng ta ngoài cái chuyện học, ngoài cái chuyện những cái mình tiếp thu tiếp nhận, thì mình còn phải làm những việc khác. Và cũng giống như chị thì chị làm rất nhiều việc cho xã hội, chị đưa ra rất nhiều thông tin như vậy, thì cái công việc của chị được gì và mất gì? Đây là một câu hỏi về liên quan cá nhân của chị Thúy. Được gì mất gì từ công việc? Có lẽ tôi chỉ thấy tôi được thôi. À, tôi được rất nhiều. Nghề dạy học cho tôi rất nhiều những cái mối quan hệ với bạn bè, với học viên.
Tôi được họ chia sẻ rất nhiều những kinh nghiệm quý của họ. Và tôi học được từ học viên nhiều lắm, tôi học được từ thân chủ nhiều lắm. Mỗi một lần đi dạy là một cái cơ hội mình được chia sẻ cái mình biết và mình được học từ cái mà người học biết. Đấy là một cái điều rất là may mắn. Một cái được nữa là tôi vừa nói lúc nãy đấy, tôi được là chính nhờ những cái trải nghiệm với thân chủ mà tôi biết tôi nên làm gì trong cuộc sống gia đình để tôi giữ được lửa, tôi giữ được hạnh phúc. Nếu mà tôi không biết những cái hậu quả mà tôi đã từng thấy ở người khác thì tôi có lẽ sẽ chủ quan. Ví dụ cái câu nói rất giản dị của ông bà ta thôi, chồng giận thì vợ bất lời, cơm rơi bớt lửa muôn đời không khê. Câu đấy thì ai chủ nhưng mà làm được khó lắm. Nhưng mà tôi đã chứng kiến rất nhiều người vì nổi nóng mà tan vỡ gia đình rồi. Cho nên tôi phải tự nhắc mình rằng phải biết quản lý cảm xúc, phải biết lùi lại. Chồng nói thì thôi mình lùi lại đi, mình nhịn một câu đi. Một người nhịn chín điều lành, cha với con nhẫn nhịn, à vợ với chồng nhẫn nhịn thì con cái khỏi bơ vơ. Tôi thích cái câu ấy lắm. Thì khi mà tôi ý thức được, tôi phải nhìn, người ta nói là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ là vậy đó. Khi mà tôi nhìn thấy những cái tình huống gia đình rồi thì chính tôi rút ra bài học và tôi sẽ phải kiểm soát bản thân, tôi phải điều chỉnh bản thân, tôi phải thay đổi bản thân. Đó. Thì đấy là cái được lớn lắm. Và trong chuyện dạy con cũng thế. Có những lúc tôi dạy con tôi cảm thấy tôi thất bại. Tôi cảm thấy là những cái lý thuyết mình biết ứng dụng trên đứa trẻ cụ thể của mình nó không hề đơn giản, nó khó lắm. Vậy thì làm sao? Tôi lại qua những cái lớp học tôi lại học được kinh nghiệm. Có rất nhiều người lớn đi những buổi chia sẻ diễn đàn mà tôi đều là người đứng nói chuyện đó, nhưng chính các cô chú chia sẻ những kinh nghiệm của ông bà ta xưa dạy con hay lắm. Chính các cô chú dạy con nên người như nào, và tôi về tôi học lại và tôi thấy những kinh nghiệm quý này không ghi trong sách vở đâu hết, nhưng mà áp dụng cho con mình thì nó rất là hay. Rất quý. Còn cái mất là tôi nghĩ cái mất, có lẽ cái mất nhiều nhất là, mà cái mất này không phải tại công việc, mất là tại tôi không biết thời gian đầu á, tôi không cân bằng công việc cho nên là tôi bị lao vào công việc nhiều quá, nên tôi bị thỉnh thoảng chồng con la, tôi bị mất sức khỏe, có lẽ là mất vào thời gian, cụ thể là thời gian mà tôi chưa cân bằng được á, là tôi mất khá nhiều đấy. Đó, thậm chí có những lúc mà vợ chồng cãi nhau về cái chuyện là tôi làm nhiều cơ mà suýt mất cho gia đình ấy chứ. Tất nhiên tất cả cái gì cũng thế, được bao nhiêu thì phải có một chút mất mát, không bao giờ có chuyện là chúng ta được cả. Ngày xưa giọng tôi không khả đến mức này đâu. À. Nhưng có một lần tôi dạy trong một cái lớp 500 sinh viên trong một cái hội trường. 500 sinh viên. Mà mất điện. Và lúc này đang có một cái hoạt động rất là sôi nổi với sinh viên. Mình dừng thì nó kêu nó mất hứng. Tôi nỗ lực tôi nói, tôi cùng với các em trao đổi. Sau buổi đấy về tắt tiếng nguyên một tháng. Và từ đấy là đi là viêm thanh quản mãn tính. Và bác sĩ nói là cô Thúy muốn chữa cái bệnh này, cô Thúy chỉ có dừng nói thôi. Chứ không thể chữa được đâu. Thế thì bây giờ cũng là lại có một cái chia sẻ một chút về cái chuyện là nói nhiều và để làm sao để cho luyện thanh được cái giọng nói, cũng như là tất nhiên là những người ca sĩ, những người hát thì phải đi luyện thanh là đương nhiên, nhưng những người truyền lửa, truyền cảm hứng rồi những giáo viên như chị Thúy đây chắc chắn là sẽ phải quan tâm nhiều hơn đến vấn đề luyện thanh, vấn đề làm sao để cho mình nói mà không bị tắt tiếng. Và thậm chí có những ngày mình cảm cúm, mình đang bận chẳng hạn mà mình vẫn có thể là lên lớp được thì cái điều đó thì sẽ có một thời gian là nó Phúc Lâm sẽ chia sẻ nhiều hơn. Thế à? Nhưng mà cái bởi vì cái này nó là cả một cái kỹ năng. Kỹ năng thì cũng phải thực hành. Mở lớp đi, tôi cho tôi học. Kỹ năng thì cũng phải thực hành, phải thực tế, chứ không thể nào nói trong một câu hai câu được. Nhưng đây là một cái thật, người thật việc thật để chia sẻ. Có thể bác sĩ quan niệm chưa đúng, hoặc là có thể có thể nghĩa là có thể khỏi. Có thể khỏi và có thể làm cải thiện được cho cái giọng nói của mình. Quá, chứ mình giờ giọng mình khàn quá. Đấy, và nó liên quan đến công việc của chị Thúy thì vừa rồi thì Phúc Lâm nghe là những cái điều mà chị chia sẻ được nhiều hơn mất. Thì điều đó chính là cái hạnh phúc của một con người có gia đình, có công việc, có những niềm vui, có những hạnh phúc và có những cái được trong công việc của mình. Thực sự như thế là đã là hạnh phúc lắm rồi. Tôi thấy thì may mắn và rất là mừng luôn. Thì hiện tại thì như vậy, quá khứ là như vậy. Thì tương lai, chị có mơ ước như thế? Mơ ước lớn nhất của chị về tương lai thì là gì? Tương lai. Chị mong muốn gì? Có thể là bây giờ cái mục tiêu sớm nhất chắc là để làm sao cải thiện được cái giọng của mình. Bởi vì chị nói là đấy là một cái mất mát của chị. Chính đó là một cái chỉ vì một buổi diễn đàn 500 người mà bây giờ bị viêm thanh quản. Thì mơ ước có thể là bây giờ mục tiêu của chị là sẽ thay đổi cái đấy. Chính xác. Còn ngoài ra thì cái mơ ước lớn nhất về tương lai
Bây giờ chị cứ thử chia sẻ với mọi người về chúng ta chứ. Bởi con người ta không bao giờ sống là không có ước mơ. Đúng rồi. Tôi thì là một cái người mà rất là thích mơ mộng. Chắc chắn rồi, vì là chị là người tâm lý học và văn học thì chắc chắn là phải mơ mộng. Từ bé thì tôi là dân chuyên văn, tôi khá là mơ mộng, cho nên luôn luôn nghĩ về tương lai. Ước mơ, thực ra là trong vòng vài năm gần đây, ước mơ lớn nhất đó là vấn đề sức khỏe. Và rất mong là dịp nào đó sẽ được Phúc Lâm chia sẻ về cách để khắc phục cái giọng này. Và ước mơ quan trọng nhất đó là khỏe này, để mình có cơ hội mình làm những điều mình muốn, mình thích cho gia đình mình, những người mình yêu thương và cho cộng đồng. Đó, đấy là ước mơ lớn nhất. Khỏe là số 1. Ước mơ thứ hai có lẽ là trong cuộc sống này, tôi chỉ mong làm sao để mình ngày càng sống bình an hơn, mình có thể là miễn nhiễm được với những cái sóng gió cuộc đời. Ai cũng có, nhưng vấn đề là mình làm sao mình có thể đi bên cạnh những cái sóng gió đó và mình không bị trông chênh. Tôi đang cố gắng, đang luyện, đang cố gắng. Biết là ước mơ là mình đơn giản chỉ là hai chữ bình an thôi, nhưng mà sao mà nó không hề dễ. Và đấy là ước mơ, là tôi sẽ làm sao tôi tập được điều đấy, tôi luyện điều đấy, và tôi sẽ chia sẻ được mọi người cái cách như vậy. Đó, đấy là ước mơ. Rất là hay. Một cái ước mơ mà phải nói là không phải ai cũng nghĩ đến, đó là có thể đi cùng với những sóng gió, giống như người đi trên dây, mình có thể thăng bằng được, mình có thể cân bằng được cuộc sống, mình có thể dung hòa được mọi thứ. Thực sự điều đó là điều đỉnh cao của cuộc sống này, có nghĩa là chị đang ước mơ với cái ước mơ mà có lẽ là người ta cứ nói là tôi phải ước mơ giàu có, ước mơ thành danh thì không, chị ước mơ rất là giản dị thôi, nhưng mà cái ước mơ của chị rất lớn và rất khó. Thì Phúc Lâm cũng chúc cho ước mơ của chị sẽ thành hiện thực, và Lâm tin rằng chị làm được, bởi vì những cái khó khăn trước quá khứ cũng như hiện tại chị đã làm được rồi, thì những cái điều này nó hết hoàn toàn thực tế. Và có sức khỏe là có tất cả, thì cái điều tất cả chúng ta ai cũng gặp nhau cũng đều chào anh có khỏe không. Và bây giờ thì Phúc Lâm cũng chúc chị sẽ luôn luôn giữ được sức khỏe để chị có thể là biến được cái ước mơ của mình thành hiện thực. Cảm ơn Phúc Lâm nhiều lắm, trong đấy là có nhờ Phúc Lâm ấy nha. Thì không hiểu là ngoài cái chuyện là chị ước mơ để chị có một cái sức khỏe tốt, thì chị có cụ thể hóa bằng cái việc là làm sao để cho mình có sức khỏe tốt không? Ví dụ như tập thể thao, tập thể dục gì đó. Có, tôi đã đang làm mấy năm nay rồi. Chị có thể chia sẻ với mọi người. Có thể nói là từ cái lúc mà tôi học xong tiến sĩ đấy, và tôi thấy là thôi, bây giờ mình không có mơ ước gì về công danh hay về bất kỳ một cái gì nữa, tôi chỉ cần khỏe thôi. Cho nên là tôi đã đọc rất nhiều sách về sức khỏe, tôi đã tham khảo rất nhiều tư liệu sức khỏe, tôi đã gặp gỡ nhiều người để mà học cách giữ sức khỏe. Và ví dụ bây giờ nhé, mỗi ngày nhé, tôi tối nào tôi cũng phải tập thể dục. Bài tập thể dục tôi thích nhất là xuống hồ dưới trẻ, nó giúp mình rất là dồi dào năng lượng. Có lẽ tôi nhờ thế mà tôi làm nhiều nhưng tôi vẫn khỏe. Rồi mỗi, và đặc biệt cái phương pháp hít thở thiền đấy ạ, nhưng mà tôi chưa đạt đến mức độ thiền đâu. Tôi chỉ tập trung vào hít thở thôi. Hít vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười là tôi nhắc mình mỗi ngày. Đó, và đặc biệt là ăn uống cân bằng. Bây giờ tôi đang hơi thiên về là ăn theo chế độ là nghiêng về thực vật nhiều hơn, ăn bớt động vật đi. Và mình cố gắng mình sống vui vẻ. Tôi nghĩ là tinh thần nó quan trọng, cho nên tôi sẽ, cái ước mơ thứ hai của tôi ấy, thực ra là nó để phục vụ cho ước mơ thứ nhất ấy. Vì sống bình an thì mới khỏe được. Và cũng rất cảm ơn những lời chia sẻ, một buổi giao lưu rất là thú vị cùng với tiến sĩ Phạm Thị Thúy. Chúng ta đã biết được rất là nhiều những kỹ năng cũng như rất là nhiều những cái tư tưởng mà khá là bổ ích, cũng rất thực tế trong cuộc sống. Thay mặt cho chương trình Người Truyền Cảm Hứng và Web Trẻ Thơ, thì Phúc Lâm cũng xin được tặng chị một bó hoa, coi như thay lời cảm ơn. Cảm ơn Phúc Lâm. Và chúc chị luôn luôn tươi trẻ và sức khỏe như bó hoa này. Cảm ơn Phúc Lâm và cảm ơn chương trình Web Trẻ Thơ và Người Truyền Cảm Hứng. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Và kính thưa quý vị và các bạn, những lời chia sẻ vừa rồi đã kết thúc lại chương trình Người Truyền Cảm Hứng của chúng tôi ngày hôm nay. Một lần nữa thì Phúc Lâm cũng xin được cảm ơn những sự theo dõi, những chia sẻ, đóng góp rất nhiệt tình của quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn sẽ luôn luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống.